Chị em á, thường so sánh á, lúc á, đang yêu, cô gái được ga lăng, được bơm phồng giá trị lên, thì ho một cái là chàng trai đó hỏi thăm, là tình nguyện chở đi bác sĩ, rồi về nhắn tin hỏi han, tâm sự, dỗ về, an ủi, động viên. Nhưng mà khi làm vợ chồng á, trạng thái nó không còn nữa, thì mấy cô á, thường đối chiếu so sánh cái thời điểm mới quen nhau với thời điểm chính thức làm vợ chồng. Trong lúc á, đang cua một cô gái thì các chàng trai phải thể hiện sự ga lăng, cho nên á, lúc đó họ rất nhạy cảm. Về con người thật của đàn ông thì không có cảm xúc nhiều, cho nên khi chính thức làm vợ chồng á, thì họ lại giảm dần, thậm chí là mất luôn. Và tình yêu thì vẫn còn nguyên.